Vâng, xê đầu chóng vánh, nhưng nó không phải là tất cả trong buổi thi đấu ngày hôm nay. Thái Bình thường là như vậy. Catarian tới từ game thủ Tuyển Bạch Long. Vâng, xê đầu quần đẹp thế mà Sanxi 2 Tuyển Bạch Long ca tha ngay được. Hồng Anh cầm Phonesian, vẫn ra đầu cánh. Hai bãi quả dành cho Hồng Anh, có cả bầy hiêu luôn. Vô Thường cầm Roman. Như vậy là có tới hai Catarian. Tôm cũng là người cầm Catarian. Hồng Anh sẽ là người chủ lực duy nhất trận thiếu này. Ba chém và một cung. Vâng, cho Hồng Anh cầm cung đỡ nhà cho nó dẻo. Chúng ta cũng đến màn hình máy của game thủ trẻ Hồng Anh. Quả nó hơi muộn nhưng mà nhà thì lại giàu. Có quả phụ rồi, có hiêu và sẽ đá được nó về. Bên kia là Cho Son, Minoan, Catarian và Baby. Như vậy có Minoan của Xi Măng thôi. Baby Lon của Tiểu Bạch Long. Không biết người, em không biết. Vâng, Dũng Con nhiều khả năng sẽ dâng lờ để tìm kiếm nhà Minoan bên phía của đối phương Xi Măng. Vâng, đó trường hợp Xi Măng ở trong cánh thôi. Còn lại thì mà cần thiết quá. Vâng, Dũng Con nên như vậy đi. Còn bên này có lẽ Vô Thường sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ dâng lờ chém cho Hồng Anh. Một bài Hồng Anh cần phải đánh cung đầu cánh hợp lý. Vâng, đây là Vô Thường, người sẽ chém ra ngoài. Hiêu 6. Có quả phụ chưa Thường ơi? Có quả phụ chưa? Vâng, như vậy là bài 3 voi 1 hiêu 6 dành cho Vô Thường khi cầm Roman. Bây giờ một vòng cua nữa cắm cờ này mà ra bãi quả phụ thì là mắc binh này. Vâng, câu vội phải khéo lựa con sư tử. Vâng, một đôi luôn. Đang cố gắng để đưa đôi này về. Vâng, có quả phụ rồi. Quay về luôn. Vâng, 23 dân rồi. Có voi nhưng mà đều là ở hơi xa. Việc đưa voi về là hơi khó khăn dành cho Vô Thường. Và bắt đầu cắt dân luôn. Cắt dân ở bãi quả phụ này, đi luôn. Vâng, cơ cấu xem là gỗ và thực ra làm sao. Có lẽ cần phải thêm một dân ăn gỗ. Cánh bên này tạm thời là ổn khi mà nhà của Hồng Anh cũng là được. Nhưng mà nó không quá kín. 26 dân và 85 Hồng Anh kích 2 rồi. Thêm một chiếc BS nữa ở khu vực này. Cơ bản thì xấu nhưng mà phải cơ cấu ngược lại thôi. Tiểu Bạch Long sẽ là người... Vâng, như vậy Tiểu Bạch Long đánh chắc nhà ư? Chắc nhà anh Dũng. Vâng, Dũng Con sẽ chắc nhà. Chứ không phải một bài đi dâng lờ tìm kiếm mi, tìm kiếm Minoan. Đánh hai chủ lực rồi. Đây là Tom Cruise. Vâng, Tom vẫn ép đời là tương đối ổn. Vâng, Minoan người đánh chém vừa nhận được tin báo từ Hồng Anh khi mà thấy đánh ít dân. Vâng, Vô Thường sẽ ăn vàng. Một trận thi đấu mà sẽ là có tính chất thi đấu cao ấy. Lực của Vô Thường là tương đối ổn. Chúng ta cùng xem đầu cánh của Hồng Anh sẽ là ai. Như vậy là màu 7.
Một rổ ăn hoang đang chờ đợi vô thường ở tên này. Xây BL2 sau đó đóng nhà E luôn. Chơi BL2 và nhà E. Có lẽ dân đang rút về. Thường ơi, dân rút về đấy. Vâng, đây là nhà màu 7. Game thủ tiểu màn thầu. Một cái ruộng nhỏ nhỏ xinh xinh. Vâng, bài 2L và nâng bánh xe. Tìm những bài ăn hoang của game thủ màu 7 thôi. Như vậy là màu 5 là người đi dâng L. Game thủ ven lớp đã bắt đầu chọc vào nhà của game thủ vô thường rồi. Dũng con hãy cẩn thận. Đây là màn hình máy của Dũng con. Tham 27 dân. Trong cái đó vô thường đã tìm thấy được bãi ăn hoang của... Vâng, gặp luôn cả màu 5 đi dâng L. Dân màu 5 cũng đang rút về. Bày yếu quá, Hồng Anh đánh thoải mái đi em ơi. Nó không có lạc đà sang nhà em đâu. Vâng, còn đây là màn hình máy của game thủ Hồng Anh. Vâng, bo nhỏ và đánh cung kiểu này sau sẽ bung ra và khỏe sau. Còn bây giờ tạm thời cũng ổn lắm rồi. Tham lai là 30/88. Màn hình máy của Tom Cruise đang thi đấu cùng cánh của màu 6, game thủ cầm Minoan xi măng. Vâng, Tom đang yêu. Có phù thủy thủ, như vậy là cánh này thì ít nhất là không thể chết được rồi. Dũng con thì sao? Dũng con tạm ổn. Có phù rồi. Trong cái đó vô thường vẫn đang là người đi công duy nhất bên phía của team Thái Bình. Anh chọc ngoáy nhà màu 7 được một ít. Bây giờ thì nhảy vào nhà người đi dâng L, đó chính là game thủ V-Lớp. Như vậy là sẽ còn một Babylon ở đâu đó. Một Babylon có lẽ ở góc 7. Vâng, Babylon ở góc 7 giờ. Bây giờ thì ông anh cứ đẩy thẳng thẳng quân xuống. Bắn chết nhà màu 7 thì cho anh. Đẩy thẳng quân bắn màu 7 đi em ơi. Đi hết sạch luôn đi. Vâng, tham 42 tới từ game thủ Hồng Anh. Vô thường đang đi ăn hoang nhưng anh cũng đang bị mất tham dần. Có lẽ là những nông dân ở khu vực nhà mình, ở bãi gỗ, bãi vàng thì vẫn bo kín mà. Nhà của game thủ Hoàng Mai Nhi cầm Babylon ở góc 6 giờ. Nhà rừng dừa. Thoải mái mà đánh đi. Hồng Anh châu quân lên là đẩy xuôi hết mà. Bay cả 5 cả 7 trận thiếu này luôn. Và thậm chí là uy hiếp cả nhà màu 8. Chúng ta cùng xem Hồng Anh đẩy quân. Vâng, một tơn có 2 con chém lọt vào. Vâng, vẫn còn những bãi gỗ ở ngoài. Thì Hồng Anh không bị thiếu lực. Nhưng tơn lọt này vào rất mất tay vì chém của màu 5. Màu 5 không bị mất dân ăn hoang thì phải. Vẫn đang sản tương đối đều. Ruộng, Hồng Anh ruộng chính. Vâng, cả màu 7, màu 5 ốp luôn. Về lớp và tiểu bàn thầu nghĩ rằng ốp tơn này là sẽ thắng, nhưng không phải. Và một tơn điều cùng cực kỳ tốt của game thủ Hồng Anh. Ăn được nhiều lạc đà. Được bơm 200 gỗ để sóc cung. Vâng, tham lai 48/96. Cơ cấu lại những khu vực làm gỗ là ổn thôi. Vô thường tham còn 14, khi mà chém đến giờ phút này là ổn rồi. Ôm bom được nhà màu 7 và nhà màu 5. Thế có rất nhiều chủ lực khi mà tham lai của Tiểu Bạch Long cũng là 50/68. Trong đó đây là Tôm tham 31. Bị công cái gì?
Vâng, như vậy là màu 8 có ý định đẩy tiểu Bạch Long. Không, đẩy ngược lại nhà tôm để bắn phù thủy cho game thủ tiểu mang, cho vâng cho game thủ xi măng rồi. Như vậy cánh bên này thì là game thủ Bách đẩy cánh bên của tôm. Trong đó Hồng Anh thì vẫn chưa đẩy được nhiều cung đi. Vâng, tôm vẫn đang điều những con lạc đà rất hay. Tham Lai vẫn đang giữ ở 3x. Vô Thường đang đi ôm bom cực kỳ tốt trong trận thiếu này. Ai thiếu vàng bảo Vô Thường bơm cho. Trong đó đây là tiểu Bạch Long, Tham Lai 58-68. Bị lọt một tơn tương đối ảo của viên lớp. Vâng, phù thủy không phù được. Ba nhà L sóc đều dành cho Dũng Con. Về lớp cũng là một trận chém quấy tốt. Trong khi đó đây là game thủ Hồng Anh bắt đầu đẩy và bay nhà màu 7 rồi. Và sẽ tiếp tục đẩy thẳng lên phía nhà của Hoàng Minh Nhi ở góc 6 giờ. Lưu dần cái bản đồ và tìm thêm những cánh rừng mới để phát triển trong góc 3 giờ. Cùng xem Hoàng Minh Nhi đã đào vâng đã đào vàng chưa để còn tổ chức ốp nào. Chạy xe Tham Lai em, em bắt đào vàng chưa, màu 8 á. Vâng, màu 8 game thủ Hoàng Minh Nhi 42 dân chưa đào vàng. Vâng, 42 dân chưa đào vàng thì không có vấn đề gì cả. Sẽ là một tuần ốp tập thể của team Thái Bình. Một tuần ốp tập thể của team Thái Bình gồm có Hồng Anh, có Tôm và Dũng Con vào nhà của game thủ Hoàng Minh Nhi. Tiểu Bạch Long đang chỉ còn tham 47. Vâng, có lẽ anh vừa bị một tân lọt và đấu quân với game thủ Hoàng Mai Nhi. Bỏ luôn nhà Dũng Con ốp ốp đi không? Bỏ đi anh ơi, bỏ đi ốp đi anh ơi. Bỏ ốp, ốp thẳng là win rồi. Bỏ đi ốp thẳng nhà Hoàng Mai Nhi là thắng rồi. Hồng Anh tham lai 91. Đạo cung rất to đang sang phía nhà của game thủ màu 8 để nây trồ thẳng luôn em ơi. Nâng đầu máu chưa? Vâng, chém của Roman cũng như là lạc đà của Katarian vào luôn trong tơn này. Ở nhà để một ít quân để mà thủ, tránh tình trạng bị móc máy tới từ game thủ bên lớp. Vâng, tơn ốp này tôi nghĩ là rất khó đỡ dành cho Hoàng Mai Nhi. Cứ để thủ nhà một ít quân, tránh tình trạng bị mất tham. Vâng, tơn ốp này của game thủ Hồng Anh là cực kỳ chuẩn. Tiểu Bạch Long cũng đã bỏ nhà để ốp tất đi sang đây. Vâng, tỷ số được vâng, tỷ số là 1-0 cho Thái Bình ở set đấu thứ hai bằng một pha ốp quân để kết liễu. Vâng, rất giống hình ảnh huy hoàng của Thái Bình trong quá khứ.